Vâng, em báo cùng các bác test nghe kiểm tra chất lượng âm thanh đôi loa này nhé. Ở đôi này em về cũng được mấy hôm rồi, nhưng mà một số bác yêu cầu test. Ở đây là đôi loa Rogan đến từ đất nước Anh Quốc. Ở đôi này tất cả xương đều là xương đúc gang hết, xương đúc gang tất nhé, xương gang đúc. Bác nào cần clip khui hàng em đã có clip khui hàng hết rồi, khui hàng con này rồi. Model thì đây, nó dòng riêng dòng này thì rất là ít, nó không có nhiều. Rogan Avanti C628 hàng Anh Quốc đấy. Con này chiều ngang nó tầm gần 25, chiều sâu nó tầm 28. Con này chiều cao cho nào, 1 2 3 4, con này chiều cao nó tầm trên 90 đấy, trên 90. Sau đây em cùng các bác đi test để kiểm tra cái chất lượng âm thanh của đôi loa này. Và cũng như hàng ngày đấy, thì em có một số âm ly cao cấp có hết, nhưng em không đánh đâu. Em vẫn dùng con âm ly PM50, âm ly đèn có mức giá 3,9 triệu này đánh cho các bác. Và đánh mộc hết. Đây, được chưa ạ? Âm ly đèn, tín hiệu từ tivi xuống luôn này. Âm ly này, ra dây đây luôn nhé. Đây, xuống thẳng loa luôn. Không có qua giải mã, cũng không có con lọc đây. Lọc 10 triệu này, lọc của Mỹ đây, 9,9 triệu, không dùng, chưa dùng. Còn về nhà các bác có lọc, có giải mã thì còn đỉnh nữa. Sau đây em với các bác cùng đến test để kiểm tra chất lượng âm thanh đôi này. Em quay qua cái chiếc điện thoại Samsung, nên là điện thoại Samsung bây giờ màu mè nó cũng rực lên. Đây, màu thật bên này này, bác nhìn thấy chưa? Cùng quay nhưng bên này được ánh sáng hơn, nó khác luôn này. Cái ánh sáng vào khác, bên này lại khác này. Hai cái màu nó khác nhau, bác thấy chưa? Đấy, nhưng em nghiêng lại này, đấy nó lại đỏ luôn rồi. Bác nhìn thấy chưa? Lại đỏ. Nên là đây, cái màu thực của nó bên này nhé. Màu đỏ bóc đô nhẹ nhàng, chứ không rực. Nói thế cho bác xem. Bác nào hợp với phong thủy như màu này thì liền rước em nó về. Mời các bác. Đấy. Đẹp không ạ? Đẹp từ trên xuống dưới luôn. Hai con này như nhau, màu như nhau đấy. Con này nó đỏ hơn là do cái bóng điện luôn này, đấy. Nó gần. Ấm bao tình nghĩa.
Cần test như vậy là các bác đã đủ biết chất âm rồi. Em sẽ test một dòng nhạc khác cho các bác tiếp tục ạ.